Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Quý Dậu, tháng Quý Tỵ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày quý dậu, tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, kiếm phong kim, kỵ tuổi, đinh mão, tân mão, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày giàu, lục hợp với thìn, tam hợp với xỉu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình giàu, hại tuất, phá tí và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh mão, tân mão, đinh giàu, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao mà đức tinh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà sao đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sau ngũ quỷ kỵ về xuất hành sau chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương và đặc biệt là ngày 25 tháng 5 năm 2021 tức là ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây. Sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ, xong trong ngày này bạn lại đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương phá cản trở. Mặc dù tài lộc của bạn vượng nhưng con đường tình duyên của bạn lại gặp các trở không được thuận lợi suôn sẻ như ý muốn trong ngày này người ấy có thể sẽ hiểu lầm bạn vì những tin đồn vô căn cứ lòng tin giữa hai người chưa đủ lớn cho nên dễ dàng dao động bởi những lời nói vô thượng vô phạt ở ngoài kia tình cảm cũng vì thế mà trở nên rạn nứt xong nếu như bạn tuổi tý trong ngày này bạn tập trung được tinh thần vào chuyện kiếm tiền thì sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề khi mà nghề tay trái của bạn sẽ giúp cho bạn có được nguồn thu nhập tương đối là lý tưởng. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tình cảm giả nứt vì nhiều nguyên nhân, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên tập trung để kiếm tiền khi có cơ hội đến, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, đừng có để lỡ mất thời cơ tốt đến với mình. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ còn có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, tình cảm không được khang khít cho lắm. Và đánh giá của bạn thủ tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi thân tuổi tỵ từ vi tuổi sửu thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay bạn nên biết tận dụng thời cơ có thể tạo được uh, cho mình nền tảng về tình cảm vững chắc. Người ấy thực sự đã dao động trước sự chân thành của bạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa mà thôi. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, lại đang gặp ngày có tỷ Kim chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay chưa chắc đã có được những dấu hiệu tốt đẹp trên con đường tài lộc. Bạn mệnh dễ tự tin thái quá, trở thành người tự cao và mất cảnh giác mà không nhìn thấy cạm bẫy ở trước mắt mình và với bạn tuổi xỉu, tiền bạc vốn chẳng dễ dàng kiếm, càng đừng nối đến việc dựa vào vận may để kiếm tiền, cái gì cũng cần phải bỏ công bỏ sức mới có được. Bạn hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, bạn sẽ học được nhiều điều mà không phải mất tiền vô ích. Vai tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không dễ gì mà có được tiền bạc trong tay, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tình cảm bền vững, có nhiều cơ may tiền tới, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nhân duyên hòa hợp, nên để cho mình tự chủ là hơn, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy bày tỏ tình cảm ngay khi có thể, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chớ nên để cho mọi chuyện vượt quá tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan tương trợ cho nên con đường phía trước bạn đang rộng thanh thang rộng mở bạn mệnh phát huy được hết sức của mình không để cho hoàn cảnh khó khăn trước mắt khiến cho mình e ngại và trong ngày này với bạn tuổi dần bạn biết đây là khoảng thời gian có nhiều thử thách với bản thân mình. Bạn quyết tâm tự lực cánh sinh để vượt qua thử thách, đạt được nhiều thành tích mà cấp trên cũng phải công nhận bạn. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, dường như bạn mệnh lại đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình. Ngày này bạn đang gặp ngày có kim mộc tương xung, cái điều này cho thấy có những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy càng ngày càng nhiều hơn. Vì vậy với bạn tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian trò chuyện ở bên người ấy nữa. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải biết cân đối thời gian trong ngày cho hợp lý từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chuyện gia đình rối ren nhiều vấn đề phức tạp từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đừng có để người ấy cảm thấy bị tổn thương từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim công danh được thăng tiến nhanh chóng và dễ dàng về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu với những vấn đề về tình cảm thực sự khiến cho bạn cảm thấy đau đầu tình yêu chẳng phải cứ muốn là đến là đến cần phải có duyên có phận thì mới có được và với bạn tuổi mão trong ngày này bạn dễ cảm thấy mất kiên nhẫn với những cuộc trò chuyện hẹn hòa mai mối, bạn không thấy có những hứng thú gì khi làm quen với những người mà mình chưa từng quen biết trước đó mà chỉ nghe qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mão, đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ngáng trở bức tín của bạn trên con đường tương lai sự nghiệp của bạn khi mà bạn đang có điểm báo có kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác bày mưu tính kế để hãm hại khiến cho công sức của bạn bỏ ra chẳng được công nhận vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có những chuyện không thể nào cứ thế cho qua tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh thủy nên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có thể sẽ gặp tiểu nhân ngáng đường tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc mâu thuẫn phát sinh từ nhiều vấn đề tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng để cho các vấn đề riêng tư ảnh hưởng tới công việc Vậy đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này đang có được báo hiệu đứng trước ngã rẽ của cuộc đời khi mà tình yêu họa cửa trái tim mang đến cho bạn có được niềm hạnh phúc lứa đôi và với bà tuổi thìn bạn không quá quan tâm tới những vấn đề về vật chất trong chuyện tình cảm Ngày này, bạn tuổi thìn đã gặp được ngày của cục diện ngũ hành, thìn dậu, nhị hợp. Người ấy thực sự là một nửa đang quản thiếu của bạn. Và bạn tuổi thìn bạn thấy an toàn, vững tâm khi ở bên đối phương. Dù không cần phải nói gì nhiều, nhưng cả hai đều hiểu được những điều mà đối phương muốn nói. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngài có kiếp tài xuất hiện, sẽ dáng xuống đoàn đau cho bạn khi bạn chủ quan không kiểm chứng những thông tin khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế tan biến trong chớp mắt, bạn mệnh nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mời mình để lần sau không phải tái phạm nữa. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tình yêu đến hãy chớp lấy thời cơ từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ mọi thứ đều có thể giải quyết nếu như bạn biết chia sẻ từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tiền bạc quan trọng nhưng chớ có tham lam quá tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cẩn thận về tiền bạc hao tổn về tiền của có thể mất hết cơ may tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đỏ tình nhưng lại điên bạc dễ mất tiền và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này có phần bối rối khi nhận được lời tỏ tình từ người mà mình thầm thương trộm nhớ. Niềm hạnh phúc quá đội bất ngờ này khiến cho bạn không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào mới phải. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ đang gặp được vận quý nhân tam hợp phù trợ dẫn đường chỉ lỗi cho bạn cho nên có thể tìm cách hiệu quả để tháo gỡ những mâu thuẫn còn tồn động trong gia đình. Bạn dần bỏ qua những nỗi hiểm khích riêng để giữ cho tình cảm gia đình được thêm phần gắn bó hơn. Ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có những bước tín khởi sắc bạn tuổi tỵ bạn được cấp trên tin tưởng và yêu ái trao cho nhiều trọng trách mới giúp cho bạn có thêm không gian để phát triển. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình càng ngày càng gắn bó thắm thít. tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ có nhiều ngã rẽ cần phải cân nhắc cẩn trọng. tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có nhiều lúc nên tự giải thoát cho mình. tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tình yêu chớm nở chớ nên khắt khia từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thổ công danh vượng sắc dễ kiếm được cơ hội và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thiên ấn chia chở cho nên với bạn tuổi ngọ có thể đạt được nhiều thành công trong việc xử lý các vấn đề đang còn tồn đọng. Bản mệnh tuổi ngọ có hướng đi hoàn toàn khác biệt và mới mẻ, không đi theo lối mòn cũ nữa. Có điều ạ. Dù với bạn tuổi ngọa trong ngày này sáng ý trong công việc nhưng bản mệnh lại chẳng hề tìm được sự tinh tế trong chuyện tình cảm khi mà bạn vẫn dễ dàng khiến cho người ấy bị tổn thương vì không được thấu hiểu. Ngày này bạn tuổi ngọ bạn nên dành thêm thời gian để tâm sự chia sẻ với mọi người trong gia đình nhiều hơn đồng thời quan tâm hơn tới người mà mình yêu thương bạn có thể đang bỏ bê người ấy một mình với nỗi cô đơn đong đầy nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có sự tìm tòi mới mẻ được cấp trên yêu ái tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có thể sẽ đạt được mục tiêu nhanh chóng từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình không được như trước từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ mâu thuẫn vì nhiều nguyên nhân từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên hiểu và thông cảm cho nhau vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi, thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này sẽ tạo thêm động lực cho bạn để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp với mình bạn mệnh tuổi mùi tự tin hơn vào năng lực của mình và không để lỡ mất thời cơ nào để thể hiện năng lực của bản thân ngày hôm nay với bạn tuổi mùi ngày này đang có được sự chủ động và sáng tạo, bản mệnh đã thoát khỏi lớp vỏ bọc nhút nhát, rụt rè trước đó khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trò và ngạc nhiên, cấp trên cũng phải công nhận về năng lực thực sự của bạn nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi đã gặp ngày có thổ sinh xuất uh, cho kim, báo hiệu cho bạn lại có những mâu thuẫn phát sinh, khúc mắc trong chuyện tình cảm gia đình. Đôi bên thiếu đi sự thông cảm sẽ bị những lời xúc xịn bên ngoài làm cho nghi ngờ mất đoàn kết. Về từ vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, ai cũng có những lúc khó khăn cần phải giải quyết. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, mau thuận nải sinh không ai ngăn được. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, vì lời người ngoài mà làm tổn thương người nhà. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ thiếu lòng tin vào người mà mình yêu thương tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có sự độc lập tự chủ hiếm thấy trong công việc vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có báo hiệu trong ngày này bạn trải qua không phải lo lắng nhiều về vấn đề tình cảm ngày này với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tư hội giúp sức làm cho bạn có được sự quyến rũ tăng lên đáng kể bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những người khác phái Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có thương quan nhập mệnh, cái điều này sẽ làm cho công việc của bạn tiến triển không được nhiều uh, do không thực sự tập trung dễ mắc phải những sai sót không đáng có và bạn tuổi thân cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình ngay đi trong ngày này với bạn tuổi thân có lẽ như do môi trường covid đã ảnh hưởng tới bạn khiến cho sức chiến đấu của bạn bị giảm sút rõ rệt bạn nên hiểu bản thân mình đang đứng ở vị trí nào và tiếp tục cố gắng cho mục tiêu dài hơn Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy công việc kiếm thiếu đi sự tập trung tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề không đáng nói tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ đừng có để cho mình suy nghĩ tiêu cực bi quan, tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cần phải sốc lại tinh thần làm việc, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chớ nên để mất đi tình tình cảm quý giá. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu tử vi tuổi dậu thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cái điều này làm cho bạn đang trải qua một ngày không được yên bình cho lắm khi mà với bạn đang có những khúc mắc giữa bạn và người ấy mãi không được giải quyết cả hai cùng có chỗ khó của nhau muốn dị hòa vi quý nhưng bằng mặt lại chẳng bằng lòng Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi giàu, lại đang gặp được ngày có thực thần xuất hiện. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được một ngày may mắn về quân đường tài lộc. Bạn mệnh nên chấp lấy thời cơ làm ăn buôn bán, đầu tư và không phải lúc nào thần tài cũng ở bên bạn, chia chở cho bạn. Vì vậy, khả năng kiếm tiền của bạn đừng có để cho vụt mất tầm tay. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải biết cân đối thời gian để nghỉ ngơi. Có như vậy mới có đủ sức khỏe để làm việc, chớ có ham công tích việc để cho mình mệt mỏi. Sau đó mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn với bạn. Và bạn tuổi Dậu cũng cần phải biết tính toán lâu dài hơn thì mới đi được chặng đường xa hơn. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tiền bạc kiếm được không ít song vẫn cần phải chú ý từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên nghỉ ngơi làm việc vừa sức từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình duyên không được như ý muốn từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cần phải hiểu đâu mới là người mà mình thực sự cần từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim chớ có để cho tình cảm trôi đi trong quên lãng và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có điểm báo chưa thực sự đặt hết lòng tin vào người mà mình yêu thương chỉ cần có lời đồn thổi từ ngoài là bạn có thể sẽ sinh ra lòng nghi ngờ với chính người mình yêu thương mà thôi lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tuất Dậu tương hại, sự nghi ngờ thiếu đi sự tin tưởng của bạn dễ khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và bạn cần phải cân nhắc lại đi biết đâu lại đang phạm phải sai lầm, chớ nên chỉ tin lời người ngoài mà không nghe người ở bên cạnh mình giải thích. Ngày này bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cái điều này còn là dấu hiệu cho thấy tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo bị bay biến khỏi túi của mình nữa. Với bạn tuổi tuất không kiểm soát được tiền bạc trong việc chi tiêu cho nên có khi phung phí một cách không cần thiết nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa mất tiền hao của vì thiếu kiến thức. Tử vị tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nghi ngờ làm cho tình yêu dần lạnh nhạt tử vi tuổi mậu tốt thuộc mệnh mộc không chịu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau tử vi tuổi canh tốt thuộc mệnh kim dễ khiến cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn tử vi tuổi nhâm tốt thuộc mệnh thủy phung phí về tiền bạc không cần thiết về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có chính quan tương trợ nhờ vậy mà bước đường tăng tín của bạn trong ngày hôm nay được hành thông thuận lợi cấp trên tin tưởng và giao thêm cho bạn nhiều trọng trách quan trọng nếu như bạn biết cách thể hiện và phát huy năng lực của mình thì sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim Dưỡng cho Thủy cái điều này càng làm cho tình cảm giữa bạn và người ấy càng trở nên khăng khít hơn những khó khăn trở ngại trước đó giữa hai người giúp cho hai bạn nhìn rõ hơn về tình cảm của mình cũng hiểu được tâm ý của đối phương và ngày này với bạn tuổi hợi, nếu như bạn cảm thấy tình cảm của mình đã chín mồi thì hãy để cho mối quan hệ được nâng cấp lên. Bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng. Bạn hãy sống hết mình vì tình yêu đi bạn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đừng có để cho hạnh phúc trượt mất khỏi tầm tay tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, con đường tăng tín được hanh thông, thuận lợi. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên tìm cách để cùng nhau tín bước. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, đừng có để cho mối quan hệ đi vào ngọa cụt. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi thêm kiến thức. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng thích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.